nếu cô cương quyết giữ cái thai. Mình chia tay đi. Anh à, anh đừng làm như vậy mà. Đánh ra đi. Lạnh nhạt với Ly, nhưng Hữu lại rất ân cần với Ngân. Ăn đi em. Người vừa xác nhận là con gái ruột của ông Hoàng. Cô điều tra tôi đó hả? Cô dám nói. Trong khi đó, Nhi cũng bắt đầu mồi chài lông khi cho rằng anh mới là người thừa kế thật sự của Trần gia. Nhi à. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Ngậm Ngùi vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng TH VNI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng TH VNI trên Google Play hoặc App Store.